Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và sau đây hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Mới đây thì Suli, cựu thành viên của FX đã tự tử tại nhà riêng, gây nên một cú sốc và niềm thương tiếc đối với người hâm mộ toàn châu Á. Sự ra đi của cô cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của bạo lực mạng đối với những ngôi sao khi mà chúng ta đang sống trong thời đại mà những anh hùng bàn phím lẩn trốn đằng sau bóng tối và dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương người khác. Vậy những ngôi sao đã phải đối mặt với những vấn nạn này trong thời đại số như thế nào? Thứ nhất, Kiều Nhậm Lương. Ngày 16 tháng 9 năm 2016, cả làng giải trí Hoa ngữ đã phải bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên trẻ Kiều Nhậm Lương. Thậm chí những người bạn tốt của anh cũng không thể tin rằng chàng trai dịu dàng với nụ cười ấm áp này lại lựa chọn ra đi ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời một cách đau đớn như thế. Công ty quản lý của Kiều Nhậm Lương đưa ra thông báo bất ngờ về chứng trầm cảm của anh và cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của mỹ nam sinh năm 1987. Dù thế thì vấn đề bạo lực mạng xã hội cũng được nhắc đến và khiến cho dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Lúc này, netizen mới nhìn lại và biết được Kiều Nhậm Lương đã phải chịu đựng những gì trước khi đưa ra quyết định dại dột. Khi vụ nổ Thiên Tân năm 2015 xảy ra, thay vì đăng bài viết cầu nguyện cho những người gặp nạn như các ngôi sao khác, Kiều Nhậm Lương đã nói các nhân viên cứu hỏa là như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ vì phút lỡ lời này mà anh đã bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ dù đã lên tiếng giải thích ngay sau đó. Khi tham gia chương trình Chúng Ta Yêu Nhau Đi cùng với Từ Lộ, nam diễn viên đã vướng vào vô số tin đồn tình cảm, bị nghi ngờ từ diễn thành thật với người đẹp họ Từ. Chính vì điều này, cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích anh và chương trình cố ý lăng xê để thu hút sự chú ý. Thế nhưng khi Kiều Nhậm Lương lên tiếng cho biết đó chỉ là một show truyền hình, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống thực thì anh lập tức bị dư luận gắn mác là kẻ lừa đảo đùa giỡn với tình cảm của người khác, nghi ngờ anh hám fame lợi dụng Từ Lộ để lăng xê. Thứ hai, Trần Kiều Ân. Điều đáng sợ hơn là sau sự ra đi của Kiều Nhậm Lương, netizen vẫn chẳng thể rút ra được bài học cho mình. Trần Kiều Ân, người bạn thân thiết của Kiều Nhậm Lương bị mắng là kẻ máu lạnh không có lương tâm vì đã không nhanh chóng đăng bài viết thể hiện sự tiếc thương của mình trên trang Weibo. Khi tham dự lễ truy điệu vì lỡ đi một đôi giày có màu đỏ, Trần Kiều Ân lại một lần nữa bị chỉ trích, thậm chí còn có không ít người nguyền rủa vì sao cô không chết đi. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn im lặng chịu đựng trước sức ép của dư luận. Thế nhưng ai mà ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng khi đăng bài viết thương nhớ Kiều Nhậm Lương trong sinh nhật lần thứ 30 của anh, Trần Kiều Ân lại bị cư dân mạng tố là hám fame của người chết. Cuối cùng, cô đành phải lặng lẽ xóa bỏ bài viết trên Weibo. Thứ ba, Phan Việt Minh. Diễn viên thực lực Phan Việt Minh cũng là một trong những nạn nhân của bạo lực mạng xã hội. Năm 2012, có thông tin cho biết cặp đôi Phan Việt Minh và Đồng Khiết đã ly hôn và nguyên nhân là do Đồng Khiết đã ngoại tình với Vương Đại Trị. Ngay lúc này, có rất nhiều thông tin về việc Phan Việt Minh thích đánh bạc, nợ tiền, bạo lực gia đình lan tràn trên khắp các mặt báo. Thậm chí, người đại diện của Đồng Khiết còn đăng tải hình ảnh nam tài tử đang ở sòng bạc Macau để chứng minh. Điều này đã khiến cho Phan Việt Minh phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ dư luận. Có thể nói đây là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của Phan Việt Minh. Mãi đến khi báo chí khui được ảnh Đồng Khiết và Vương Đại Trị đang hôn nhau, dư luận mới dần chuyển hướng. Dù vậy, những lời tổn thương mà Phan Việt Minh đã phải chịu đựng vẫn chẳng thể bù đắp được. Anh đã gần như biến mất trước công chúng suốt 5 năm trời. Thứ tư, Tống Thiến. Victoria Tống Thiến của FX đã bị chỉ trích nặng nề vì không kịp thời đăng bài viết thương tiếc người bạn tốt Suli trên mạng xã hội. Cư dân mạng xứ Trung đã liên tục nhắc nhở cô rằng Suli đã đi rồi, thậm chí có người còn cho rằng chính sự máu lạnh của Victoria chính là nguyên nhân khiến cho Suli quyết định quyên sinh. Thế nhưng sự thực là sau khi biết được tin buồn, Tống Thiến đã nhanh chóng ngừng công việc sắp xếp để đi Hàn Quốc tiễn biệt Suli. Ngày 17 tháng 10 sau tang lễ, Victoria đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ và bày tỏ sự phẫn nộ của mình với bạo lực mạng xã hội cùng lời phán đanh thép. Từ bao giờ việc chia sẻ lên mạng xã hội lại là thước đo của đạo đức? Thứ năm, Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi bắt đầu nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đã không ít lần bị cư dân mạng phê bình vì những hành động EQ thấp và còn trở thành cái gai trong mắt của không ít người khi liên tục vướng tin đồn phim giả tình thật với những nam thần như Trần Hiểu, Hoắc Kiến Hoa, Ngô Diệu Phàm. Không chỉ thế, còn vô số những thông tin không hay về nàng Sam Sam được lan truyền trên mạng xã hội như phẫu thuật thẩm mỹ, làm gái bao, nghi ngờ liên quan đến bữa tiệc thác loạn Hải Thiên Thịnh Diên, mắc bệnh ngôi sao, dùng đến hơn 30 diễn viên đóng thế trong phim Sở Kiều Chuyện. Điều này đã khiến cho hình tượng của cô bị ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù vậy Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn cam chịu. Thứ 6, Cô Lực Na Chát. Khi công khai tình yêu với Trương Hàn, mỹ nữ Tân Cương Cô Lực Na Chát đã trở thành đối tượng chỉ trích của cả cộng đồng mạng xã hội xứ Trung với những từ ngữ khó nghe như tiểu tam, chết đi, giả tạo.
Khi tham gia chương trình truyền hình, người đẹp này đã rơi lệ khi nói về bạo lực mạng xã hội và còn nói muốn rời khỏi mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, thay vì được netizen thông cảm, cô lại còn bị mắng dữ dội hơn và bị cho là kẻ giả dối, muốn tẩy trắng bản thân và còn bị cư dân mạng ghép di ảnh nguyền rủa. Cuối cùng, cô lực Nga Chat đành phải tắt chức đăng bình luận trên Weibo và chẳng dám lên tiếng thương tiếc trên mạng xã hội khi cha mình qua đời. Thứ 7, Dương Dương. Khi vào vai Diệp Tu trong Toàn Chức Cao Thủ, Dương Dương đã phải chịu vô số sự chỉ trích của fan nguyên tác, thậm chí họ còn đốt ảnh của nam diễn viên cùng với giấy tiền vàng mã trong dịp Tết Thanh Minh để phản đối. Đáp lại, Giả Sĩ Khải, người đại diện của Dương Dương đã mạnh mẽ lên án. Thật vô đạo đức, hôm qua tôi đã muốn chửi bới các người rồi, mọi người ai cũng khuyên tôi nên giữ bình tĩnh, nhưng các người làm như thế là quá đáng. Thứ 8, Đặng Tử Kỳ. Sau khi nổi tiếng, nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ không chỉ nhận được sự yêu thích của khán giả mà còn có một lượng anti-fan khổng lồ. Khi dùng máy phát hiện nói dối trong một chương trình truyền hình, Đặng Tử Kỳ đã chia sẻ mình từng nghĩ đến chuyện tự sát vì những lời chỉ trích quá ác độc từ cư dân mạng. Thứ 9, La Trí Tường. La Trí Tường cũng gặp phải nhiều lời đồn đại khi công khai tình yêu với bạn gái hot girl mạng xã hội Châu Dương Thanh. Thế nhưng không hổ là thanh niên cứng của Cbiz, nam tài tử chẳng thèm để ý đến những lời bình luận ác ý. Thế nhưng khi bị nhục mạ một cách vô cớ, anh cũng sẵn sàng lập một nick phụ và lao vào khẩu chiến với cư dân mạng. Thậm chí thì La Trí Tường còn thường xuyên an ủi những người bạn tốt cũng phải chịu bạo lực mạng xã hội như mình. Thứ 10, Lâm Tâm Như. Khi đột ngột tuyên bố kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên đã khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng và những tin đồn như cưới chạy bầu, ép cưới đã lan truyền khắp nơi, nhất là khi những hình ảnh về khuôn mặt không vui trong hôn lễ của Hoắc Kiến Hoa được tiết lộ. Sau khi mối ân oán giữa Châu Kiệt bị vỡ lở, Lâm Tâm Như đã phải chịu vô số chỉ trích từ dư luận và ngay sau đó, video cô cùng búp bê nguyền rủa với én nhỏ Triệu Vy cũng được tiết lộ. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng cô vẫn không được công chúng tha thứ. Không chỉ thế, Lâm Tâm Như còn bị phát hiện làm màu, ăn diện lộng lẫy tới tham dự sự kiện từ thiện mà chẳng hề góp lấy một xu. Điều này đã khiến cho cô bị cư dân mạng ùa vào chỉ trích, phê bình tới mức phải đóng cả tài khoản Weibo để lánh nạn. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt tin tức một cách nhanh nhất nhé.